Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái cổ áo như thế này, cổ tim như thế này ha. Có đắp chéo qua nè, đắp chéo qua này. Và có xếp một cái con ly ngay cái vai và phía sau có cái chân cổ ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế cái kiểu này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ thân sau trước ha. Trước tiên thì mình sẽ vẽ căn bản của thân trước. Vai 10, 18, vai 36 đấy. Các bạn cô cổ 7 xăng cho mình. Xuôi vai 1 phần 10 vai cộng 0,5 là 4 xăng. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đường xuôi vai. Chúng ta sẽ hạ nách 20. Mình chỉ vẽ phần cổ thôi ha. Xong rồi các bạn, từ điểm thân trước này các bạn lên đây 2 xăng cho mình. Là bây giờ là mình vẽ thân sau nè. Qua cổ cũng 7 xăng ha. Thân sau thì mình xuôi vai 1 phần 10 vai 3 xăng rưỡi. Xong rồi các bạn, qua 9 xăng rưỡi cho mình. 9 xăng rưỡi nha. 9,5 xăng. Và xuống 3 xăng rưỡi. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái cổ sau. Mình sẽ cắt mình chừa 7 ly ha. Vai các chừa 1 xân 2 đường may nha. Và sau đó chúng ta sẽ đo cái cổ thân sau. Xong. Các bạn lấy từ trên xuống cho mình 15 xăng. Cái này là khoảng thôi ha, khoảng 15 xăng. Các bạn vào 1 xăng cho mình đường may. Tiếp theo đó là 2 xăng. Hai xăng này là đường tâm nha. Các bạn lấy qua cho mình 1 phần 2 vai trừ 1 ha. Các bạn cũng qua cổ 7 xăng, xuống 7 xăng. Này chồm vai thì các bạn trừ lên nè. Hạ nách 20 ha.
xuôi vai 1/10 vai cộng 0,5. Như vậy là cái này mình không không để ý tới, mình chỉ cái phần cổ thôi ha. Các bạn ra cho mình 2 xăng, từ điểm này ra 2 xăng, hoặc là từ điểm nút này này, điểm này này ra đây 9 xăng. Xong rồi các bạn sẽ vẽ cho mình từ cái điểm này ra đây 3 xăng. Cái đẹp mình làm 3 xăng thôi ha. Còn nếu như các bạn muốn làm lớn hơn thì các bạn làm lớn ha. 3 xăng. Từ điểm này ra đây 3 xăng. Và các bạn sẽ vẽ xuống. Các bạn sẽ đo nè. Cái cổ, thường thường cái cổ tim của mình là 19 xăng. Hoặc 20 xăng là người mập và 20 xăng ha. Cổ này mình lấy 19 xăng. Cái độ hở của nó ha. Chứ còn bạn làm cao quá mặt nó không đẹp đâu ha. 19 xăng. Bạn vẽ xéo xuống cho mình. Bạn vẽ thẳng lên luôn. Và cái đường 9 xăng nè, từ đây đây 9 xăng, các bạn vẽ thẳng lên. Xong rồi cái đoạn này luôn, mình sẽ xẻ cái đoạn này ra, là có một cái con xếp ly ngay cái đường này ha. Bây giờ mình sẽ về cổ sau. Cổ sau hồi nãy mình đo là 11 xăng thành phẩm ha. Các bạn đo thành phẩm nha. Mười một xăng ha. Thì các bạn sẽ lấy lên từ cái điểm vai này, này. Điểm thành phẩm này lên đây 11 xăng. Các bạn vẽ vuông góc. Xong rồi các bạn có thể nhích vào đây 2 ly, nhích vào này 2 ly ha, để cho nó khỏi bị hở cái cổ ha. Và cái điểm này mình sẽ tới đây. Chút xíu nữa thì hai cái điểm này nó sẽ chồng qua, thì cái độ chồng qua của cái nẹp nó khoảng đó, các bạn 2 xăng nha. Đây là tâm này, đây là tâm. Và mình sẽ cắt cho các bạn thấy nha. Cái kiểu này nó có 2 cách cắt. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ cắt cái đường này ra. Xong rồi mình cắt một miếng vải rời, mình sẽ may theo cái đường này, nghĩa là mình bẻ vô. Còn cách thứ hai là mình để nguyên vải liền luôn. Nó sẽ như vậy này. Có nhiều cách ha. Rồi mình ủi keo, mình ủi keo phía trong này để cho nó cứng cái cổ áo ha. Đó. Nếu các bạn muốn cắt liền thì các bạn cắt như vậy. Mình sẽ cắt liền cho các bạn thấy ha. Cái này các bạn trừ đường may ra nha. Đường may 7 ly ha. Đó. Xong rồi các bạn sẽ cắt.
Vai thì các bạn chừa 1/2. Đây là cái đường thành phẩm ha. Đó, nó sẽ như vậy. Khi mình may ở cổ thì nó sẽ qua như vậy. Các bạn hiểu chưa? Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bấm. Và hai, phải có hai thân nó sẽ đắp chéo qua. Thì cái đường tâm, cái đường bên mình may vô thì sẽ hai sân nó nằm bên đây này. Đó, nó sẽ đắp chéo qua như vậy. Cái đường này các bạn cắt như vậy. Và xong rồi các bạn sẽ bấm góc này đây rồi. Các bạn xẻ xuống. Cái cành trong này thì các bạn có thể cắt thẳng luôn ha. Hoặc là ra 1 xăng. Xong mình sẽ dán. Các bạn tìm một miếng giấy, các bạn dán ra. Mình sẽ dán ha. Mình không có giấy màu, mình sẽ dán đây cho các bạn thấy thôi. Các bạn sẽ xuống tới ngực này thôi ha. Các bạn sẽ ra cho mình khoảng 3,5 hoặc 4 xăng. Sẽ xuống tí xíu nữa cho nó êm ha. Cái đoạn này nó không êm. Ba xăng rưỡi, các bạn sẽ 3,5 thôi ha. Các bạn dán. Và các bạn sẽ gấp qua như vậy. Vừa thì nó sẽ có một cái con xếp như vậy. Cắt đi.
không liên quan ha. Đó, các bạn sẽ đặt miếng vải lên, các bạn cắt theo cái rập này ha, các bạn cứ cắt theo cái rập này bạn lên cái điểm này, hay cái đoạn này các bạn cắt thẳng luôn đi chứ không cần thiết đâu. Sẽ như vậy này. Và khi mình may thì mình phải gấp này lại. Đó. Như vậy là nó ra cái cổ này rồi ha. Còn khi mình tra cổ vào thì mình bấm mình tra cổ vào. Đây. Nó sẽ như vậy. Đây là cổ liền nha, mình hướng dẫn cho các bạn cách làm cổ liền nha. Còn nếu như các bạn làm rời thì các bạn cắt chừa ra, đừng may xong đó các bạn cũng đặt vào, các bạn cắt giống như cái nẹp này thôi. Nhưng mà các bạn thích làm kiểu nào các bạn làm ha. Bây giờ chúng ta sẽ mài cắt lên vải nha. Và mình sẽ đặt lên vải mình cắt như thế này. Và mình sang dấu lại ha. Mình sang dấu lại cái chiếc be này. Cái con xếp ly này ha. Mình sang dấu lại hết. Để khi chút xíu nữa chúng ta sẽ ủi keo lên cái miếng này. Và chúng ta sẽ gập vào như vậy nè. Thì cổ nó sẽ đẹp hơn ha. Đây là thân sau. Thân sau mình đã cắt sẵn rồi. Và các bạn nhớ là sang dấu lại nha.